Ok, và hello tất cả mọi người nha. Đặc biệt là fan của mình. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Hiện nay mình sẽ tiếp tục series con Darksiders nhé. Ok, thì trước khi mà mình bắt đầu, mình rất muốn cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua nhé. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa bằng cách like và share trên tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký đi, bởi vì một đăng ký nó miễn phí và nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Ok, tập trước thì mình đi được tới cái khúc kia nhưng mà nó lại bắt mình quay lại chỗ này rồi. Cái khúc mà mình giải cứu được cho mấy thằng tiên thần. Thằng tiên thần bị giam cầm. Ở giờ còn một cái điều này nữa. À, nó nổ đầu á. Thịt nó nữa. Thì mình để ý rồi, mấy cái khẩu súng này á, không phải là nó bắn được liên tục đâu. Bắn lúc đầu á thì bắn nó ra lâu năm lắm. Lúc đầu bắn thì nó rất là lâu nóng, nhưng mà bắn về sau ấy, cái lượng ấy, cái lượng súng nó bắn nóng lên nhanh lắm. Cho nên nó là, nếu mà mấy bạn thấy súng như này là cứ đi đổi đi, không nhất thiết là phải xài một cái đâu. Ở có súng trên đường thì cứ đổi để cho cái súng nó đỡ nóng. Và cái khúc này mình nghĩ là sẽ có một cái thằng lính béo bự bự chạy ra. Không. Ok. Cũng là nào đó nó chạy ra chứ. Hay là trong này. Ấy 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 ấy. Hello. À. Mày nè. Cái lượng máu này mất thì mình không có lo mấy đâu. Xíu nữa mình bắn nhiều mình cũng hồi lại rồi. Phá mấy cái xe này cũng có tiền nữa. Mà có tiền không à, không có được gì hết. Mới đầu mình nhìn mình cứ tưởng là mấy cái cục này là sẽ có cái thằng mình béo nó chạy ra, ai ngờ không phải. Nhưng mà cái này mình cũng không được đi nhanh rồi, đi nhanh có thể nó chạy ra mình bất thình lình nữa, không biết được. Ok. Đây là thiên thần à. Wow. Đã chết đầy luôn. Nhặt lên, nhặt lên. Không có cái gì ở đầu này. Tại mình không có muốn bỏ sót một cái món đồ gì hết. Đi tới khúc này thì mấy bạn nhớ chạy từ từ nha. Để nhìn cho tiệm kỹ nữa. Cắn lén nhìn cho thiệt kỹ nha. Tại mấy cái thằng thiên thần nó bị mắc kẹt nữa. Đó là cái nhiệm vụ mà cái con kia nó giao cho mình đó. Cái con nhỏ thiên thần nó giao cho mình.
làm cái đó để lấy kinh nghiệm như là nhiều thứ thôi. Ủa cái này nó giật quá. Súng này nó giật lắm nha. Ghê, khúc này cũng không có gì nhiều. Mấy mấy cái khu vực này đừng có bao giờ đi nhanh nguy hiểm lắm. Nó cứ lao ra làm sao mà mình biết được mà mình né chạy kịp. Đổi súng. Súng này bắn không có hết đạn mà mình nói nó mau mất đi cái độ bền. Ok, giờ mấy bạn cũng lục soát cho kỹ, đừng có thấy là mấy cái ngõ là bỏ qua. Mấy cái ngõ thiệt sự đó, mình đi vô cái là có mấy cái điểm để cho mình làm nhiệm vụ liền. Súng này nhanh hư lắm, bắn tí là nó dễ nóng mà. Đều biểu như cây súng mình đang cầm nè. Cái súng mình đang cầm á mà mới đổi chứ mà nó cũng sắp hư rồi. Chỗ này nhiều đường ha. Kiểm tra thiệt kỹ vô. Từ một cái game nhập vai chuyển thành game bắn súng FPS này. Không biết là mình này đi đường này đúng không? Không, ở trên rồi. Vậy là cái khúc dưới này sẽ đi sâu rồi. Thì cái đường mình cần tới là đường bên trên chứ không phải là đường bên dưới. Cái cục này là sao bằng xong qua bên này lấy mấy cái rương nữa. Bên kia có một cái món gì kìa. Qua bên kia lấy cái cục kia luôn. Hãy
cái súng này hình như nó nặng đó, cho nên là cái thằng nhân vật của mình nhảy vậy, thằng Dead nó nhảy khó quá. Thì nếu mà mấy bạn thấy cái như thế này này, đừng có nản, mình mới biết được luôn. Lấy xuống, easy, không cần phải làm gì nhiều. Ok, bây giờ mình chỉ cần 3 mảnh của quyển sách nữa là mình được chương thứ 3 nữa. Nhưng mà cái cổng kia, cái cổng thứ 3 thì mình biết ở đâu rồi. Nó ở vùng Lost Light, cho nên khỏi lo. Wow. Mình còn thiên thần ở đây nó di tản rồi. Nhớ khúc bên, đúng rồi, nó sang đây. Tại khúc bên này có một cái đường ấy. Chắc là mình lấy mấy cái món bảo vật đó mình giao cho tụi nó thì tụi nó mới mở được cửa. There are things that lurk beyond these barricades that the Hellguard dare not face head on. And the remaining rod pieces. Do they lie past the barricade? Yes. Pass through the city, and you will find the next piece beneath the earth, in an old abandoned tunnel. Where will I find the final fragment? I do not know. But the rod has a will of its own. Find the second piece, and it may tell me where the last resides. Yeah. Thì cái con nhỏ đó nó nói là chính nó cũng không có biết được là mấy cái này nó tới bao nhiêu cái cổng nữa, cho nên là mình hết cá rồi, bắt buộc phải đi tìm tiếp thôi. Và theo mình suy đoán là hình như là ở dưới cái khu vực trái đất này là sẽ có rất là nhiều đồ. Ơi chưa gì mà mình đã lượm được ba cái chương rồi, ba tờ giấy, không phải là ba cái chương, ba tờ giấy của quyển sách về sự chết nữa, cho nên là mình nghĩ là đồ sẽ nhiều lắm. Đây có cây súng lạ nè. À, cái cây này giống như là cái cây diệt quỷ vậy. Diêm cọc cho người nó thì nó bắt đầu nó nổ. Cái này đam mạnh lắm nhưng mà nó không có cơ động. Cơ động tí đi dễ sử dụng hơn. Vì có cái con bự ồ. May lắm nó vô được đấy. Nó không vô được tường nha mấy bạn nhớ nha, nó không vô được tường. Ồ, ở bên kia kìa, bắn tới không? Tới. Từ từ anh ơi. Đông quá. Chơi gì mà súng nó sắp hư rồi. Cái cây súng này nó hư lẻo. À, tháo ra, anh tháo súng ra anh hồi máu lại.
Thì theo như mình nghĩ là tại do cái vuốt của mình đó, cho nên là mình mới có cái khả năng hồi máu. Nếu như mà không nhờ cái vuốt mà mình giết được từ cái con Aikida thì chắc không có hồi máu đâu. Con nhỏ nhỏ này là sao mình cũng chẳng hiểu. Hết chưa? Ok, có thể là mấy màn kia khó cuộc. Nhưng mà màn này thì mình thấy có vui. Màn này vui là bởi vì sao? Tại vì mình được cầm súng mà mình bắn xả liên tục. Bắn xả thoải mái nữa. Lấy cái này luôn. Không, mình nói mà ở dưới trái đất này nhiều đồ lắm, cho nên là mấy bạn nhớ quan sát kỹ, quan sát kỹ. Trong cái khu vực này giờ không có gì đâu, mình thấy nó dồi ra mình cứ tưởng là sẽ có gì đó, đâu ngờ không có. Đây một mảnh nữa nè. Cái khu vực này nhiều nha. Một mảnh nữa là mình đủ 10 ấy luôn á. Mình đủ chương 3 luôn. Là chỉ còn cái chương cuối cùng thôi. Tại cái này tới 4 chương luôn. Mình đang cầm súng này thì mình không có gọi hội được. Gọi hội ra trước đi, gọi hội ra trước đi rồi tính gì tính sao. Súng nóng rồi, súng nóng. Con boss. Hay như mình đánh giá thì con boss này nó yếu thiệt. Xong luôn. Ở mình thấy nó lẻ loi quá cho nên mình tiễn dông nó. Ok, nhớ nhìn đằng sau nhé, nếu như mà có viên kim cương nào thì giờ cái đạn này mình để ý là nó có thể dội được xuống. Ừ.
có một cái điều là nó giật mắt. Giật lắm. Cái chiêu bắn này là nó không có dễ trúng mục tiêu, nhưng mà một khi mà nó đã trúng thì đam nó to. Ê, đâu đấy. Ghê quá. Mấy này là bắt buộc là phải xài súng rồi mới đánh nổi nha, chứ nó phải đánh thường chứ nó đánh không có được, nó đông lắm. Ý không, đừng cứ đảo mắt liên tục. Ý mắt liên tục, nhưng mà cũng đừng có quên nhìn đằng trước. Đây, cái đằng trước luôn luôn là cái khu vực nguy hiểm. Mấy bạn ít khi nào thấy boss ở đằng sau lắm, chỉ thấy boss ở đằng trước. Boss hay quái đều ở đằng trước hết. Ok, khúc này không có gì cả. Ôi, còn thêm đó nữa hả? Đùa. Chết rồi, em sai rồi anh ơi. Mấy cái hàng mình béo để nó không có đánh được mình thôi. Nó chỉ là nó đánh bom bị chết thôi. Bay vô nổ cái đụng. Ôi trời ơi, nó bay ghê quá. Ôi mình không để ý luôn, tự nhiên nó đang đứng nguyên cái khúc đó, nó nhảy vô mình một cái dù. Nhanh kinh khủng. Mày
Còn không? Đây là hết rồi, hết rồi. Cái con mình béo mà mỗi lần nó ra nó sẽ kêu cái tiếng lớn lắm, nó gầm lớn lắm, chứ không phải như mấy con này gặp bé. Đó đó đó. Nó gầm lớn như vậy đó. Mình thông thạo rồi cho nên là dễ mà. Mà bây giờ tự nhiên trên trái đất không còn người sống, cái bắt đầu là mấy này như là đi săn zombie. Không. Zombie cứ chạy xuống là chết. Chết rồi. Đâu? Xong hết chưa? Ra đây anh tiếp hết. Mấy con đó nó nhảy xa lắm. Ở trên nó chắc không có gì đâu. Mình lấy được cái mảnh thứ hai rồi. Đổi súng khác liền. Cứ nếu mà mấy bạn thấy súng thì cứ đổi liền. Để cho nó đỡ nóng. Cứ mấy cái khúc mà thấy dễ cái là bắt đầu ấy à, không có gì để chơi. Tái chơi. Ok, mình đủ một chương nữa. Phải luôn. Đi xuống trái đất đó là đủ một chương. À, mấy bạn cũng biết là trái đất là nó sẽ nhiều tài nguyên thế này. I found the second piece. I can feel its power within you. The rod wills itself whole. You may be deaf to its cries, but I am not. The final piece lies beyond this barrier, in an area heavily fortified by the shadow. Destroyer will not be pleased when I restore the rod of Arathel. The warriors may pay the price. The White City is lost to us. This broken world will soon be our grave. And yet we must fight on against the darkness, to uphold the light. If your actions hasten our end, so be it. May you live to see the Destroyer take his last breath. Your ill of the Hellguard. Good luck, Ryder. The final piece is the one you grasp. Ok, thì cái con nhỏ đó nó vừa khen mình rồi nó cũng kể cho mình biết luôn. Thì thật sự là cái Death này nè, cái sự kiện diễn quanh thằng Death này nó cùng một lúc với lại thằng War luôn. Nghĩa là lúc này á, là thằng War nó cũng ở trên trái đất rồi, nó bắt đầu nó đi chiến đấu với lại mấy con Guardian của Destroyer. Sau đó nó mới đánh tới Destroyer. Thì cái khúc này là chắc là đã qua cái khúc mà giao thằng quơ giao đấu với nhỏ này khúc lần đầu rồi. Thì nếu mà mấy bạn thấy thì chết đấy, mày cứ nghĩ là sau khi mà quơ giết thì so giờ cái thằng quơ bị xích hay là gì nọ thì thực sự là không đúng, mà là do là cái thằng quơ thất bại ngay từ lúc đầu tiên á, cho nên là nó bị mới xích thôi.
thì mình biết được là cái này nó diễn ra song hành với lại sự kiện của War, cũng như các con Dark Shader khác, thì mình sẽ nghĩ cũng như vậy thôi. Đó là nó sẽ diễn ra song hành. Thì chắc cũng thích. Hình như là năm nay nó sẽ ra Dark Shader 3. Và mấy năm nữa nó sẽ ra Dark Shader 4. Dark Shader 4. Dark Shader 4 thì thực sự là mình đang giữ cái khẩu súng của thằng này rồi, của thằng ấy. Mình quên tên rồi. Nhưng mà thôi thì chắc là video này mình cũng kết thúc tại đây nhé. Thì nếu mà bạn nào hay like và share đi sẽ giúp mình rất là nhiều á. Bạn nào chưa đăng ký nhớ bấm vào đăng ký nhé, vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.